Chúng mình là các dạng hình học. Bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi là hình vuông, tôi là hình vuông, mang sẽ thép tôi ở khắp nơi. Tôi có bốn góc xung quanh và tôi là hình vuông. Tôi hình tròn xoe, tôi hình tròn xoe, tôi lăn tròn xoe xung quanh. Tôi chỉ có một cạnh thôi và tôi là hình tròn. Tôi là tam giác, tôi hình tam giác, tôi có ba đỉnh trên đầu. Tôi có ba bên hông và tôi là hình tam giác. Chúng mình là các dạng hình học. Bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi là chữ nhật, tôi hình chữ nhật, tôi trông giống như hình vuông, nhưng tôi cao hơn hình vuông và tôi là hình chữ nhật. Tôi là ngôi sao, tôi hình ngôi sao, bạn sẽ thấy tôi ở trên trời. Tôi có đến 5 cánh tay và tôi là hình ngôi sao. Tôi hình tim, hình trái tim, tôi cong và rất thông minh. Tôi cũng rất đáng yêu và tôi là hình trái tim. Tôi là kim cương, tôi hình kim cương, trên nhẫn bạn sẽ thấy tôi. Tôi bóng và rất trói trang và tôi là hình kim cương. Chúng mình là các dạng hình học. Bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Chúng mình là những dạng hình học.